Vâng, đây giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn một cây khế hình hình cái lọng. Cái này phải cao tầm khoảng 3 mét rưỡi. Quá cao luôn. Đấy, các bác đang làm hình cái lọng. Cái này 3 mét 4 à? Đấy, cao 3 mét 4. Cái này vào buổi tối các bác cái bật đèn nhấp nháy lên thì tuyệt vời luôn, đẹp lắm. Gốc của nó là 85. Vành 85. Mời các bác ngắm bộ bệ này. Đấy. Đây, quý vị nhìn các bác cái gắn đèn vào đây này, đứt lung tung rồi. Nguy hiểm lắm. Đúng không? Đây là chắc củ cũ của củ cũ. Ừ, đây những dây này nó cái này cái bóng này chắc phải tầm ấy. Bóng này chắc phải tầm 4 mét. Rất là rộng luôn. Cái khế, cái này bao tiền đấy chị Hòa? Cái này 40 triệu. 40 triệu. Đây bên này có bộ bộ ba cây, bộ ba tác phẩm Phúc Lộc Thọ là cây tường vi. Nhà bác nào có tư đường cao của nó là 2m1. Mua về chơi tuyệt vời lắm. Cao 2m1. Cao 2m1 đúng không chị? Đấy, cao 2m1 nha quý vị nhá. Bộ ba Phúc Lộc Thọ. Vâng, thì cứ ấy thôi, thì cứ tốt lại cắt thôi. À, cây này 15 triệu một cây. Đồng giá nếu mà 15 3 5 15 3 1 là 3 1 là 4 45 triệu là 45 triệu bộ ba cây này. Nếu như mà trong vòng 1 tuần, trong vòng 1 tuần mà quý vị chốt thì bớt cho quý vị 2 triệu 4 mới lấy đúng 43 triệu. Đấy, lại còn bao ship nhá. Bao ship toàn quốc. Còn đâu thì trong vòng 1 tuần kể từ cái video này. Kể từ video này là sẽ không có cái giá đấy đâu ạ. Đấy. Thì quý vị cứ ấy đi, quý vị cứ xem đi và chốt cái này kể ra có cái phông này nhìn nhìn bộ ba chữ nó rõ hơn. Đúng không chị? Đấy, bộ ba Phúc Lộc. Phúc Lộc Thọ. Cây tùng to hôm trước cũng quay rồi, hôm nay quay cho các bác xem. Đây cây tùng nhỏ nhỏ đấy đi. Hợp tác xã có một đôi tùng như này. Hàng này nó là hàng gọi là vừa tầm thôi. Là dáng đẹp. Tùng Nhật. Chiều cao của nó 1m8. Rồi. Đây tùng Nhật mà. Cao 1m8. Sát gốc 48. Đấy, 48. Cây này giá là 50 triệu. Đấy, 50 triệu. Hai cây chứ ai bảo một đôi. Đúng không? Hai cây không phải một đôi. Đây, hai cây đây. Quay luôn cho quý vị ạ. Đấy, một đôi nhá. Một đôi là 40 triệu. À, đôi là 100 triệu, 50 triệu. 50 triệu một cây là 100 triệu hai cây. Đấy, một cặp. Cây này thì cái hoành nhỏ to hơn một chút. Đây. Hoành thân của nó là 75. Hoành thân 75 rồi. Cái kia là bao nhiêu? 65 à? Đấy, cái này cao hơn một chút, cái này chắc phải được cao độ 2m7. À lấy đâu ra, cái này chắc chỉ 2 mét. Cái này 2m3. 2m3, đấy. Năm cũng 50 triệu. Rồi, đằng sau có ruối này. Đợt này hợp tác xã rất nhiều ruối. Cứ quay cái tác phẩm ruối này giao lưu với các bác đi đã. Trông giống như con nghê nhỉ? Đúng không chị? Làm uốn uốn giống con nghê. Chiều cao của nó 1m15.
cao 1m15. Tính từ cái đầu ngọn này nhá quý vị nhá. Đấy, dáng giống con nghê không quý vị? Tác phẩm ruối. Vành của cái một thân này. Thân của nó là 46. 46. Tán ngang của nó 1m7. Vâng. Bao nhiêu tiền cây to này chị? Cây to này giá 80 triệu. À, 80 triệu cây to. Thế còn cây con này? 3 triệu. 3 triệu ạ? À? Chuẩn chưa? Ừ, 3 triệu mỹ. Em hỏi lại lần nữa, chuẩn chưa này? Đúng rồi. Chốt nhá. Ừ. 3 triệu đúng không? 3 triệu, chốt đi. Chốt đi. Chúng mày chốt cây này đi. Cây này giá của nó còn ngã ra được thế này đúng không? Ấy giả đấy chị Hòa. Úi giời. Ai dạy chị đây? Ai dạy? Chị nhìn. Chị nhìn. Chị ngã ra thế này này. Đâu chị ngả lại em xem nào. Đây. Đúng không? Chị quen ngả rồi đó mà chị thích ngả. Ok, 3 triệu đấy quý vị thấy không? 3 triệu. Còn cây này là 80 triệu. To lắm cây này phải cẩu. 80 triệu. Đấy cây đằng sau nó rừng ruối nữa chị. Đây, một rừng. Cụm rừng. Cây này tán ngang của nó 1 mét. Cao, chiều cao là 83. Vâng. Giá là 30 triệu chúng mình ạ. 30 triệu, cụm rừng ruối. Ba mươi triệu hả chị? 30 triệu. Đẹp phết đấy chứ. Một cụm rừng. Đấy, 30 triệu đó, quý vị nhá. Cụm rừng ruối. Còn cây này 80 triệu. Đây, một cây ruối bên này nữa. Ấy da, nghệ thuật phết đấy, yểu điệu thục nữ. Cao của nó 1m2. Vâng, cao 1m2. Vành xếp gốc của nó là 50. Vành gốc 50. Cái này cũng mới mang về. Vâng. Mới mua về. Có biết giá không chị? Vũ điệu. Vũ điệu thiên nga. Cái này là 30 triệu. 30 triệu. Đã. 30 triệu. Vâng, nhìn chuẩn chưa? Chuẩn rồi đúng không? mai lại ôi chết, hôm qua mình báo nhầm. Rồi 30 triệu. Thế còn cây xanh lớn này. Cây nào? Đấy. À, cây này là cao 2m6 chú Mạnh ạ. Cao 2m6. Ông chị đo cao 2m6 vành lại quên. Vành của nó là 75. Vành 75. Vành 75 cao 2m6, giá là 70 triệu. Giá là 70 triệu. Trực. Trực. 70 triệu quý vị nhé. Trồng mấy cái hoa này vào đây làm cái gì cơ chứ? Cây cảnh cái trồng hoa lung tung. Cây ổi đây. Cây đẹp, cây dáng đẹp hết. Cây ổi, ổi hơi tốt. Cắt rồi đó. Cây ổi dáng bay.
đàn ngang của nó 1m6. Ừ. Canh sát gốc của nó là 55. Ba tiền ạ. Giá là 10 triệu chú ạ. Vâng, 10 triệu. Rồi, quay nốt cây dưới này. Cao của nó là 90. Canh sát gốc của nó là 78. Cây này giá là 35 triệu. Đúng không chị? Chuẩn chưa đây? Chuẩn. 35 triệu. Đâu, nhìn lại em nào. Đây. 35 triệu là chị Hòa chị báo. Dưới. Này báo một lô dưới này cho giao lưu với các bác. Chiều cao là 60. Cao 60. Vành sát gốc của nó 1m35. Vâng. Cây này giá là 30 triệu. Cũng 30 triệu. Mạnh còn nhìn thấy ghi giá ở đâu? Giá? Đúng chứ mạnh nhìn thấy ghi giá ở đâu? Ghi giá ở trên cây. Trời. Hả? Mờ lắm. Mờ á? Ờ, chỉ có chị lại soi. À đây cái gì? Có nhìn thấy đâu? Nhà ghi giá. Vì thế 30 triệu. Dưới là dưới ta đây chứ. Củ củ nhỉ? Củ. Cây này thấy đẹp, giá đẹp. Vâng. À. Bông tán rất, cây này rất đẹp. Mặt tiền đằng trước đẹp cực kỳ. Lá dưới đẹp mà. Này nó. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn chị Hòa. Còn cây nào nữa không nhỉ? À, cây tùng này đi chị. Quay cây tùng này cho to nốt này để... Đấy, xong rồi hết pin mất rồi. Cây tùng này quá gớm. Tùng này tùng Đài Loan đúng không chị? 250 triệu nhỉ? 300 triệu à? Chị có nhớ thật không đây? Ok, 300 triệu, cây to lắm. Cây này. Cây này rất là khó đo nhỉ. Thôi, không đo được. Đây, hợp tác xã có 2, 4, 6, khoảng 10 cây tùng con như này. Giá là bao tiền một cây hả chị? 10 cây tùng con. 900 một cây. À, cứ 900 nghìn một cây bao ship cho các bác. Một lô. Nha. Cực rẻ luôn. Hết pin giờ và sạc. Vâng. Đây. 900 nghìn một cây như này. Bác nào ưng thì alo. Đấy, hợp tác xã còn khoảng chục cây như thế. Đây có cây nguyệt quế này. Cây nguyệt quế này 2 triệu. 2 triệu một cây, một đôi thì 4 triệu. Một đôi cơ á? À ừ, đúng rồi, có một đôi. Tức là 2 cây. 2 cây là 4 triệu, 2 triệu một cây. Cây này còn sống không ạ? Cây này là gì đấy, chị? Vạn tuế à? Ờ, cây vạn tuế hay thiên tuế đây? Vạn tuế. Mấy trăm? Số điện thoại chắc là con giả. Hả? Không ghi hả chị? Đây cây gì đây? Sung. Đúng sung không chị?
Cây này là cây sùng này. Vâng. Bao tiền? 1 triệu hay gì ấy? Đây, sao lại ghi đúng 1 triệu à? Đúng rồi. Hay là 10 triệu? 10 triệu sùng mà 10 triệu cây này chó nó mua. Nghe 1 triệu. Ôi, mà chú mạnh lại bán hàng cho chó. Thế chả thế gì nữa. Thế mà chị và chú, chị và chú mà đăng lên bán được 10 triệu thì... 10 triệu sao được? Không, sung nó không nhiều tiền như xanh. Mình triệu, nhìn kỹ chứ làm sao cái này 10 triệu chị. Cái này chỉ 1 triệu. Triệu thôi. Chiều không? Chiều các bác cho nó vui. Rồi, ok.